Khoảng 4 giờ 10 phút sáng ngày 26 tháng 6, phòng PC07 nhận được tin báo xảy ra cháy tại căn nhà ở địa chỉ số 88, ngõ 379, tổ 3, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Vụ cháy xảy ra tại căn nhà 2 tầng, vừa để ở, vừa làm văn phòng với tên công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thương mại Bồ Đề, kinh doanh online sản phẩm vòng tay và hương trầm. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 6 người, trong đó 4 người tự thoát nạn, 2 người bị mắc kẹt. Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiếp cận hiện trường chữa cháy. Đến khoảng 4 giờ 20 phút, đám cháy được khống chế. Được biết hai nạn nhân bị mắc kẹt trong tình trạng bất tỉnh được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi và đã tử vong. Hiện tại cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Ngày 24 tháng 6 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký chỉ thị 19 CTTTG về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh. Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua tình hình cháy nổ có chiều hướng diễn biến phức tạp, khó lường, liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Điển hình như vụ cháy nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ xảy ra vào ngày 12 tháng 9 năm 2023 tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, làm 56 người chết. Và gần đây là vụ cháy nhà ở cho thuê trọ xảy ra vào ngày 24 tháng 5 năm 2024 tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, làm 14 người chết. Vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh xảy ra vào ngày 16 tháng 6 năm 2024 tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, làm 4 người chết. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình hình cháy nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và các quyết định, chỉ thị, công điện, kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của các cơ quan đơn vị, tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh, bao gồm cả nhà ở cho thuê trọ. Xây dựng thực hiện đồng bộ quy hoạch hạ tầng phòng cháy chữa cháy gắn với quy hoạch ngành, lĩnh vực, địa phương, xây dựng mạng lưới giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời sơ hở, bất cập trong công tác phòng cháy chữa cháy nhằm phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến cháy nổ đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo nghiên cứu, rà soát, bổ sung quy định cụ thể trong dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ về điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh. Bộ trưởng Bộ Công an tập trung chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, kiểm tra, nắm tình hình, đánh giá, phân tích mức độ nguy hiểm đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh để tham mưu, hướng dẫn, áp dụng các biện pháp phòng ngừa cháy nổ phù hợp, hiệu quả. Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo đơn vị chức năng chủ trì phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Công an và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng và công bố tài liệu kỹ thuật hướng dẫn giải pháp cấp thiết tăng cường điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh, bao gồm cả nhà ở cho thuê trọ phù hợp với thực tiễn, hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2024. Bộ trưởng Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ chỉ đạo đơn vị chức năng, chỉ đạo ngành điện thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn từng cơ quan, tổ chức, hộ gia đình các biện pháp quản lý sử dụng điện an toàn, khắc phục tình trạng sử dụng điện không đúng cách, không đúng yêu cầu của các nhà sản xuất, hạn chế tối đa cháy nổ do điện gây ra. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo tổ chức rà soát, kiểm tra, phân loại, hướng dẫn các giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, chung cư mini, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh, bao gồm cả nhà ở cho thuê trọ. Yêu cầu người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình phải cam kết có lộ trình thực hiện các giải pháp tăng cường phòng cháy chữa cháy do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đã ban hành và phải hoàn thành thực hiện các giải pháp trước ngày 30 tháng 3 năm 2025. Sau thời gian trên, nếu không tổ chức thực hiện phải dừng hoạt động cho đến khi thực hiện xong. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát việc thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh bao gồm cả nhà ở cho thuê trọ. Trong quá trình cấp phép xây dựng, cải tạo đối với các loại hình nêu trên, phải kiên quyết yêu cầu người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình thực hiện các giải pháp, điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định. Các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đối với khu dân cư, khu vực cải tạo, chỉnh trang đô thị, giải tỏa để có biện pháp, giải pháp hạn chế nguy cơ cháy nổ, đặc biệt chú ý các điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc cơi nới chiếm dụng lối đi chung, cản trở đường giao thông và lối thoát nạn.
việc câu mắc đường dây dẫn điện, viễn thông không bảo đảm an toàn theo quy định, công khai danh sách các cơ sở không bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 năm 2024.